Lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 17 diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 20 tháng 12 năm 2023, đánh dấu một sự kiện quan trọng với sự thay đổi và đổi mới mạnh mẽ. Sự kiện vinh danh các tác giả xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ số, khoa học công nghệ, y dược, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khuyến học, tự học thành tài. Lễ trao giải có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Trong bài phát biểu khai mạc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đã chia sẻ về sự quan trọng của giải thưởng Nhân tài đất Việt với chủ đề tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo. Trong đó, nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của sự kiện trong việc tôn vinh những đóng góp xuất sắc trong năm lĩnh vực quan trọng. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, giải tự học thành tài là giải thưởng đặc biệt nhằm vinh danh những nông dân không được qua trường lớp đào tạo cơ bản nhưng đã tự học, tự nghiên cứu sáng chế ra các sản phẩm góp phần phát triển đất nước bền vững. Các cá nhân được nhận giải lần này là Lương Y Đào Viết Thoàn, ông Lê Phước Lộc, ông Nguyễn Văn Hai, ông Nguyễn Văn Rô, bà Bùi Thị Mão đã tự học, nghiên cứu và sáng tạo ra các sản phẩm độc đáo, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền, máy móc và thiết bị nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất. Cũng tại sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh và nhận được những phần thưởng cao quý. Đây thực sự là những công dân học tập, những đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua cả nước xây dựng xã hội học tập suốt đời. Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập trong việc phát triển tài năng, xây dựng công dân học tập và thúc đẩy học tập suốt đời. Với hàng trăm nghìn người trở thành công dân học tập hàng năm, Việt Nam sẽ tích lũy một kho tài năng, trí tuệ lớn, đồng thời đạt được đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội.